Nghèo, chuyện ngắn của Nam Cao. Vua ơi con đói. Lần này có lẽ là lần thứ 10, thằng cô bé chạy về đòi ăn. Chỉ đi chuột đang quấy một nồi gì trong bếp, cáu tiết chạy ra mắng át nó đi. Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà. Thấy mẹ gắt, thằng cu không dám đòi ăn nữa, nhưng mặt nó bịu xịu như muốn khóc. Chỉ đi chuột thương hại, dịu dàng bảo. Con chạy ra vườn xem chị gái làm cỏ, lúc nào chè chín, bu gọi về mà ăn, cháu ngoan rồi bu thương. Nhưng nó không nhúc nhích, mà nó còn nhúc nhích làm sao được. Một nắm cơm nhỏ ăn từ sáng đã bị cái dạ dày chăm chỉ của con nhà nghèo tiêu hết đến phèo một cái rồi, còn chi. Nó ngồi phịch xuống đất, gục đầu vào ngưỡng cửa, ngáp. Sắp chín chưa, bu? Quay ra vẫn còn thấy con nằm phục đấy, mắt lờ đờ như chết tả. Chị chuột chết miệng. Thôi đấy, chín chả chín thì đừng, bắt mẹ nó ra cho chúng mày ăn, không có chúng mày làm tội cũng chết. Chớp lại nhiều nhéo, chớp lại nhiều nhéo. Chị vừa lẩm bẩm vừa dập lửa, rồi bắt cái nồi ở trên bếp xuống, lấy một cái vỏ chai múc vào mấy cái bát sành xích mẹ tứ tung, đặt ngay trên mặt đất. Thằng cô bé vội vàng lê xích lại gần, hai mắt nó lóng lánh đổ dồn cả vào mấy bát chè màu nâu đục. Khói bốc lên nghi ngút, mồm nó nuốt nước bọt ừng ực, mũi nó nở hẳn ra như để hít lấy hương vị của khói chè ngọt ngọt. Chị đi chuột phải đưa tay cản nó lại, sợ nó xà vào mà bị bỏng. Chị bảo nó, con nóng lắm chưa ăn được, con ra vườn gọi chị về cho chị ăn với, không có phải tội chết. Nó làm quần quật từ sáng đến giờ mà chưa được tí gì vào bụng. Không đợi đến 2 tiếng, cái gái hớn hở chạy về, lôi thôi lết hết trong mấy mảnh rẻ rách tả tơi. Vừa đến bếp nó đã reo lên, sướng quá, lại được ăn chè kia chứ, có ngọt không bố? Bố lấy đâu ra được mật mà lại nấu chè thế? Chị chuột mắng yêu con, úi chà, tí tiếp thì con mẹ dại đấy. Tha hồ ăn đến chán chê, chỉ sợ không sao nuốt được thôi con ạ. Rồi chị bảo thằng cu bé, bé lại đây, bu cho ăn. Thằng cu ngồi xổm bên mẹ, hất mặt lên, há hốc mồm ra như con chim con đợi mẹ mớm mồi. Một miếng vào mồm, nó đã vội nuốt thỏm đi, ken, ngọt quá. Nhưng chưa kịp ăn miếng nữa, nó đã oẹ một cái, mũi đỏ lên, nước mắt ứa ra giàn ruộng. Sao thế? Nó chỉ phụ thị nhìn mẹ mà không nói, cũng không chịu há mồm ăn nữa. Cái gái nhìn mẹ, xêu một miếng chè nữa, ăn thử lại. Nhạt quá bu ạ. Chị chuột mắng con, làm gì có nhiều mật mà ngọt, có mà ăn cho no bụng là phúc rồi. Thằng cu chừng đói quá không chịu được, lại há mồm ra. Mẹ nó đút cho nó một xêu nhỏ nữa, nó nhắm mắt, duỗi cổ, cố nuốt cho trôi. Nhưng cũng như lần trước, nó lại oẹ ra và khóc òa lên. Chị đĩ chuột lấy tay áo lau nước mắt không cầm nổi đã trào ra hai má hõm xanh bụng như người ngã nước. Cái gái lấy tay, đi một cục chè, rồi bỗng nói to lên. À, con biết rồi, không phải chè, cám mà. Cám mà vu bảo chè. Nhưng mẹ nó đưa mắt nhìn nó, lấy ngón tay chỉ ra phía nhà ngoài, nói khẽ nhưng hơi gắt. Khẽ khẽ cái mồm một tí, réo mãi lên, thằng bố mày nó nghe thì nó chết. Nó đã ốm nằm đấy, thuốc không có mà còn bực mình thì nó chết. Rồi hai mẹ con lặng lặng ăn, cố nuốt những bát cám đặc khè cho đỡ đói. Thằng cu nhất định không chịu ăn, ngồi khóc ti tỉ đòi cơm. Chị đi chuột đành dỗ nó, thôi nín ngay, bù ăn xong bu xin thầy cho một miếng mà ăn. Chị bế con rón rén bước vào chỗ chồng nằm, thằng bé vẫn sụt sịt. Anh đi chuột dở mình, hơi nghiêng mặt quay ra. Một làn ánh sáng lướt qua, làm cho cái mặt hốc hác và màu da đã xanh lại xanh thêm. Mái tóc dài xòa xuống tai và cổ, hai con mắt ngơ ngác và lờ đờ. Những chiếc răng dài và tưa ở cái mồm hé ra, để cho dễ thở, khiến anh có cái vẻ đáng sợ của một con ma đói. Thấy vợ con, anh cố gượng nhếch miệng, cố gượng một cái cười méo sạch, và thở phèo vào, vừa hỏi bằng một thứ tiếng yếu ớt, như từ thế giới bên kia đưa lại. Nó làm sao thế? Chị chuột xốc con lên một cái. Nó vòi đấy chứ có làm sao?
cơm gạo đỏ không chịu ăn, gọi ăn cơm trắng của thầy cơ. Thì lấy cho nó ăn, tôi ăn làm sao hết. Chị chuột lấy luyện cơm trực moi cho con một ít, nhưng anh bảo, mang cả ra cho nó ăn, tôi không ăn nữa đâu. Còn bao nhiêu vét cho cái gái với bố em ăn hết đi, để nó thiêu ra đấy. Chị đi chuột cười bảo chồng, thằng cu nó dở người, chứ mẹ con tôi ăn cơm đỏ đã no rồi, ăn vào đâu được nữa. Anh biết vợ nói dối, trực nói nhưng lại thôi. Buồn rầu buông một tiếng thở dài, vợ lo ngại hỏi, bây giờ người thế nào? Để tôi kể với ông Lang lấy thuốc. Tiền đâu mà mang thuốc máy? Tôi vừa bán con chó mực với hai buồng chuối non được 4 hào. Chồng nhìn vợ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, đừng lấy thuốc nữa, tôi sắp khỏe rồi, chỉ ăn cho nó khỏe lên chắc khỏe phải hết. Bố em đong cho tôi cả 4 hào gạo, đừng đong gạo trắng, ăn nhạt lắm. Vợ gật đầu, cũng được, nhưng đã thật khỏi chưa? Tôi trông thầy em còn mệt lắm. Ốm luôn mấy tháng trời mà không mệt sao được, cứ đi đi. Đi ngay bây giờ à? Ừ, đi xuống nhà bà phó cửu ấy, xa một tí nhưng được rẻ. Vợ gật đầu bảo thằng cu, con ngồi đây với thầy cho vô đi đong gạo nhé. Nó không chịu, sợ sệt nhìn cha, chị mắng, còn nhà vô phúc lại sợ bố, khốn nạn. Tại đi về không có tiền mua bánh cho nó nên nó giận đấy mà, phải tội chết con ạ. Nhưng anh đi chuột bảo, cho cả nó đi, kẻo nó khóc. Bảo cái gái về, tôi bảo, người cha khốn nạn nhìn đứa con chòng chọc, thở dài, một giọt lệ từ từ lăn xuống chiếu. Thầy bảo gì con ạ? Lúc nãy mẹ con mày ăn cáo phải không? Gái gượng cười cãi, ăn chè đấy chứ. Bố nó chép miệng, khốn nạn, chè đâu mà ăn, cơm còn không có nữa là chè. Rõ mày bị khổ từ trong bụng mẹ. Con đi lấy cho thầy cái ghế buộc rộng với sợi thừng ở gác bếp để thầy mắc lại cái võng, thế này cao quá. Cái gái lấy ghế và thừng vào, anh đi bảo, để đấy cho thầy rồi ra vườn làm cỏ đi. Nó ra vườn, anh gượng ngồi dậy, xuống khỏi giường, mon men ra đóng chặt cửa buồng lại. Anh lấy cái thừng làm một cái chồng chắc chắn, dùng hết sức tàn còn lại trèo lên ghế. Hai chân khẳng khiu run lẩy bẩy, anh buộc cẩn thận một đầu dây lên xà nhà. Buộc xong mệt quá, anh đu vào cái thừng, gục đầu xuống thở. Anh thấy lòng chua xót, nước mắt dạt ra hai má hõm, rồi anh quả quyết. Anh đứng thẳng người lên, chui đầu vào chồng, cái thừng cứng cáp, cọ vào cổ làm anh tùng mình, khóc nấc lên một tiếng. Cả cái thân hình mạnh tẻ bắt đầu rung chuyển như một tàu lá rung trước đó. Bỗng anh ngừng bặt, ngây người ra nghe ngóng tiếng ai vừa gọi ngoài ngõ. Tiếp đến là cái gái thưa và chạy ra, tiếng người kia the thế, bố mày đâu? Tiếng cái gái rụt rè đáp lại, bẩm bà, bố con đi vắng. Đi vắng, đi vắng mãi, mày về bảo con mẹ mày, nội ngày mai không trả tiền tao thì tao bảo đào mã lên đấy. Cái giống chỉ biết ăn không. Anh đi chuột trích hai hàm răng lại, hai chân giận dữ đạp phát cái ghế, đổ văng xuống đất. Cái chồng rút mạnh lại, cái bộ xương bọc da giãy giụa như một con gà bị bẫy. Sau cùng, nó chỉ còn giật từng cái chậm dưới sợi thừng lủng lẳng. Ở ngoài ngõ, mẹ con chị chuột vừa kêu khóc vừa van lại. Bà huyện nhất định bắt mẹ gạo mới đông để trừ 6 hào nợ chị chuột vay từ 2 tháng trước cho chồng uống thuốc.